Em tìm clip nói về giếng khoan, đa số thầy chỉ xử lý cách xử lý khí âm khi không dùng, nhưng không thấy video nào nói về vị trí khoan giếng tốt. Hôm nào thầy làm về chủ đề này được không? Tìm giếng thì nó đơn giản là hướng dẫn làm gì nữa đúng không? Bây giờ một cái giếng. Giếng bạn hiểu có hai cái yêu cầu để đào ra giếng nước. Nếu mà chỉ là nước giếng mặt, các bạn hiểu nước giếng mặt là bây giờ phải mô tả như thế nào? Đang không có cái bút. Cái nước bề mặt đi các bạn, đào cái đấy thì rất dễ. Khoảng cách thì trên điện thoại của tôi có, nói chung trang bị đủ mọi thứ, chẳng qua mọi người không để ý nữa chứ. Ồ, chắc tôi tắt cái à đây, nó nó chưa nhạy, mình lại tưởng mình tắt khóa cái wifi. Long mạch ngầm này mà các bạn này, cái long mạch ngầm 8.2, 8.9 mét, có nghĩa là từ cái tầng của tôi đấy, lộ bí mật chưa các bạn, đo xuống mặt đất 8 mét là có nước, nước bề mặt. Dễ chưa? Đi đào giếng bây giờ thấy dễ chưa? Công cụ có hết, phần mềm của tôi nó tính ra hết. Tôi gọi là long mạch ngầm, đây là cái nước bề mặt. Thì trong phong thủy nó cứ vào cung tốt thôi, cung tốt theo bát trạch chẳng hạn đúng không, hoặc cung tốt theo huyền không. Huyền không thì chia là sơn với hướng, thì các bạn xem là chỗ nào vượng hướng các bạn đào ở đấy, dễ thôi mà, cần gì phải hướng dẫn nữa. Ví dụ vận 9, bây giờ tôi xoay hướng nào, đây hướng ban công của tôi, chả biết đúng không, tôi xoay cái mặt vòng vàng này luôn nên là có thể nó lệch nhiều các bạn nhé. Tại vì tôi nhớ mang máng của tôi là hình như phải hướng thìn, tôi xem thử vệ tinh. Vệ tinh, úi giờ lệch chưa, lệch như thế này mà mấy ông dân gian ông cứ cầm la bàn nó lệch như thế này luôn, nó lệch chéo thế này luôn. Thìn nhà tôi nhớ là thìn. Thì ví dụ là đằng trước hướng này nó có tổ hợp sao 99 đúng không, 99 thì các bạn đào giếng ở đấy được, hoặc là bên tay trái từ trong nhìn ra là có 81 đúng không, một ở đây là vượng hướng, các bạn đào giếng vào đấy rất là dễ, còn gì đấy. Vị trí, còn các bạn muốn dưới cái mặt ngầm thì chúng ta muốn ra cái nước để lúc nào nó cũng phun lên ấy, thì cái công cụ duy nhất giúp bạn là các bạn cầm cái tầm long. Thì cái này tôi dạy trong khóa học rồi, tôi không nói bên ngoài, trong khóa công cụ đấy. Hôm nay này còn có bạn còn bảo là thầy mở lại cái khóa công cụ cơ bản, không bao giờ tôi dạy cơ bản nữa mà bắt buộc bạn phải học cơ bản với nâng cao, vì rất nhiều mọi người học mỗi cơ bản thôi, mọi người ra hành nghề nguy hiểm lắm. Cũng giống như tôi nói mọi người học mỗi phong thủy bát trạch, học biết có mỗi tí thế xong mọi người ra hành nghề phong thủy nó rất nguy hiểm, vì mọi người không hiểu hết được vấn đề đúng không. Cũng giống như là đứa trẻ con nó tập bò, tập đi, tập chạy đúng không, nó phải tập rất nhiều thứ để nó trưởng thành. Thì các bạn đang học bát trạch hoặc là công cụ cơ bản là các bạn mới đang tập bò giống đứa trẻ con đúng không,
Mình đang mới tập bò, mình đã ra kiếm cơm rồi, rất nguy hiểm cho xã hội, nên là không bao giờ tôi dạy cái khóa công cụ cơ bản riêng nữa, mà cơ bản bắt buộc phải học nữa, nâng cao, tức là mình phải hiểu hết vấn đề. Nên là dần dần nhiều khóa các bạn nhé, tôi sẽ xóa hết cơ bản. Cơ bản là chẳng qua là tôi bận, tôi chưa làm nâng cao. Còn khi tôi làm xong khóa nâng cao thì bắt buộc phải học cả cơ bản lẫn nâng cao. Nên là nói tóm lại là nếu các bạn chỉ cần chia cung, đúng không? Thì các bạn bật cái phần mềm lên, ở đâu vượng hướng, các bạn khoan giếng ở đấy. Các bạn muốn tăng độ chính xác lên, thì các bạn nhìn cái chỗ long mạch ngầm. Các bạn nhìn chỗ long mạch ngầm. Ồ, thế thì chắc cái này nó bị một lúc nó mới nhận ra, bị mất một lúc. Cái này tôi nói trước rồi nhưng mà chắc ít nhắc lại. Cái long mạch ngầm này là các bạn đào được xuống cái nước bề mặt. Các bạn muốn đào sâu hơn để nó phụt thành tia thì các bạn cầm tầm long trong khóa công cụ tôi hướng dẫn, các bạn đo tiếp thì nó sẽ ra vị trí khoan giếng đấy nhé. Chia sẻ hết thế thì nữa, nên là tại sao đây là hai cái công cụ vạn năng, linh bàn linh khí là công cụ vạn năng tôi vẫn ứng dụng để đi làm việc. Hôm qua cũng chả phải hôm qua mà cách đây cũng phải 5 hôm, mà có một ông phong thủy ở Sài Gòn, ông hỏi hỏi tôi về phần mềm định mua, xong tôi bảo là cứ tải về dùng, còn tôi chỉ bán cái bộ một lần 9 triệu thôi mà. Thì ông đi mò một lúc, ông bảo là có mấy phần mềm cũng giống của tôi miễn phí. Thì tôi bảo ơ miễn phí thì đi mà dùng, tôi có cần mọi người dùng cái này đâu. Mọi người dùng thì cạnh tranh với tôi đúng không, thì tôi đâu có cần đâu. Ông thấy chỗ khác miễn phí ông đi mà dùng, còn đây là cái công cụ để tôi đi làm việc, ông không dùng cũng không ra càng tốt, đỡ ảnh hưởng đến máy chủ ông. Nhiều người dùng có khi nó chậm là do nhiều người dùng, biết thế nào được đúng không? Nói đùa thì thôi, cái này có thể là do mạng nó yếu nên nó không bắt được luôn. Có long mạch ngầm này, có độ nhiễu này. Độ nhiễu có nghĩa là khí nhiễu xung quanh. Lý tưởng nhất khi bạn đo là nó ở dưới 10, cái độ nhiễu này mà dưới 10 thì là lý tưởng nhất. Còn ở đây đang bị 17, có nghĩa là xung quanh là vẫn có một cái, có thể là cái ổ điện tôi để ngay đây này. Các bạn nhé. Đây, mình phải để ổ điện lùi ra. Còn khi các bạn đo ở đâu mà độ nhiễu nó lên mấy chục ấy thì có nghĩa là nó bị khí nó loạn, không chính xác. Nên đó là lý do tại sao mà phải có cái gì, có cái vệ tinh. Có cái vệ tinh thì các bạn thấy nhiễu đúng không, bình thường thẳng cửa nhà tôi này, nhưng mà để đo đúng là phải đây, phải chéo như thế này đấy. Nên là nhiều trường phái mà cứ dí dí vào tường thì chắc chắn là sai rồi đúng không, vì người ta không tính đến độ nhiễu. Bạn muốn hành nghề thì cái bộ dụng cụ này nó không thiếu được đâu, nên là đừng coi thường. Kêu 9 triệu đắt, tôi mới bảo là đi làm cho khách hàng một lần mấy chục triệu đúng không? Bây giờ mua cái phần mềm có 9 triệu ông kêu đắt, mua một lần dùng cả đời không bằng một lần đi làm. Hiển thị luôn long mạch ngầm độ nhiễu đấy, ngày đo tọa độ đo rất là cụ thể chính xác luôn.